Sáng ngày 9 tháng 10 năm 2023, tại trường đã diễn ra các môn thi đấu hội thi khỏe phụ đổng năm học 2023 đến 2024 tuần đầu tiên. Các bạn đã tham gia các môn thi, cờ vua và bóng chuyền. Các bạn học sinh ở các lớp đã tham gia thi đấu với tinh thần thể thao cao, không khí diễn ra sôi nổi, hấp dẫn. Vào ngày Chủ nhật, ngày 15 tháng 10, tiếp tục diễn ra các môn thi cờ vua và bóng chuyền, hội thi khỏe phụ đổng và hội thao quốc phòng an ninh năm nay. Trường tổ chức các môn thi bóng chuyền, đá cầu, đẩy gậy, cờ vua, chạy việt giã, đội ngũ đơn vị, tháo lắp súng tiểu liên AK, chạy vũ trang. Dự kiến hội thi sẽ kết thúc trong tháng 11. Sau đó, trường sẽ chọn những cá nhân xuất sắc thành lập đội dự thi cấp tỉnh.